Thần nó không biết. Đẩy xuống rồi rớt cái tủm. Mà qua ai đợi? Vivi để. À, Vivi có nói lại cho Hân nghe không? Thì đó là đông quá cũng quên luôn, cũng không nhớ luôn. Tao gọi cho Vivi đổi ăn con 13 mà. Không có luôn mọi người. Thôi lúc cái này đi, cái kia cái mới coi. Vivi qua bển Vivi hỏi rồi. Anh nghĩ làm sao vậy? Một người lương gấp đôi với lương của em đi mượn em 20 triệu tiền đâu ra anh cho mượn. Khùng quá mày. Lương là gấp đôi gì? Này gọi này. Bây giờ bạn đính chính lại coi lương bạn nhiêu ngày. Hỏi chi? Chú Duy có liên hệ với Thu Phương kìa. Vậy bạn không biết vậy thôi. Không có lương bỗng đi hỏi. Nhưng mà mọi người thấy không? Ví dụ mà giờ giữ cho lương tháng 4. Nhưng mà không ai đi ra đường tế nhiệm mà đi hỏi lương mà bỗng người ta hết chứ. Đó là bất thực sự hiểu không? Có gì đâu, hỏi quan tâm nhau thôi mà đúng hay không? Chi vậy? Cần quan tâm làm gì? Tự nhiên cái chỉ có làm ăn phi pháp mà không dám cài thuế rồi. Phi pháp lắm hả? Không biết cái gì đó. Đúng không? Bây giờ hỏi mọi người nè, ví dụ mà giờ đi ra làm lương sao nó vậy, ai có gì đâu sợ, đúng không? Làm chân chính là bình thường mà. Chạy xe ôm nó ngày chạy được 200 thì nó chạy 200 chứ đâu có nói thêm nó bớt gì đâu. Đi ra bước ra xã hội mình đi hỏi tuổi hay hỏi việc làm của người ta hay hỏi ngày lương đó là điều tối kỵ, điều vô duyên nhất trên đời. Tự nhiên vô duyên, giống như theo kiểu giờ em ra em hỏi anh Hơn, ủa anh Hơn anh nhiều tuổi rồi, để biết cách xưng hô, đúng không? Nó là điều bình thường. Tự nhiên à, chỉ có mà em suy nghĩ là chỉ có con gái thôi nha, con gái là kỵ hỏi tuổi nhất. Đó, con gái là ra ngoài là tuổi, con gái mà kỵ hỏi tuổi nhất. Với lại cái thứ nhất là kỵ hỏi tuổi, cái thứ hai là kỵ hỏi cân nặng bao nhiêu. Nó là như vậy đó. Mới đi chỉ cân nặng thì đó. Người ta đi ra. Nhưng bây giờ nó hỏi bạn nè, bạn nhiêu tuổi? Vậy, bạn nhiêu tuổi? Bạn nhiêu tuổi, tôi nhiêu tuổi đó. À. Bạn nhiêu ký? Bạn nhiêu ký, tôi nhiêu ký luôn à? Nhiêu ký? Tại nhiêu ký, tôi nhiêu ký. Đơn giản. Cái của bạn hơn mình chắc không có. Nói dán người mẫu. Vậy xài 13 thì mình cũng xài 13. Không có, anh xài iPhone. Cô bắp. Đâu xài iPhone. Làm sao có khả năng xài iPhone. Ủa xài iPhone là giàu quá đặc biệt hả? Tất cả mọi người ai cũng xài iPhone là giàu. Tôi đâu nói ai xài iPhone giàu. Tôi nói tôi không có tiền, tôi xài iPhone. Giữ xe kìa, nhiều quá à. Rồi, gửi dưới không? Dạ, em kiếm mối gì vậy? Kiếm mối là kiếm sao? Hả? À. Bây giờ bạn hỏi trong 7 cái rồi tham sân si hận ái ố dục bạn có cái nào? Chắc 7 cái bạn có đủ không? Tao phải tiền. Cái gì? Ít nhiều gì người ta cũng phải có 1-2 cái, người ta không có. Bạn có đủ lần sau. Trời ơi, tao quá. Để bán nha. Để đi giao 100 ngàn giùm mấy. Bên đường bên kia kìa. Đó, bên nào? Ủa, không được rồi. Bên nào? Rồi, bỏ đi luôn. Ủa sao mới đặt mà. Rồi đâu? Đâu? Ai biết tờ để dành cho chị. Làm với phường đầu giờ. Hôm nay giờ hơn cúng nha. Chứ mọi bữa đều vì cúng vì nói vô nhức đầu có ai dựa đụng lum. Đó, giờ hơn cúng cho hôm nay là cuối tuần ngày chủ nhật buôn mai bán đất. Nói chung mấy anh chị nào rảnh thì ghé Lan Quế Phường chơi. Mình nói gì bạn? Mình nói cái gì bạn? Nó cùng nó đi, nó cùng nó đi đâu không mà đi đây đang quay luôn đó. Kệ đó. Mất hình tượng hết. Tại dạo này lâu không nghe nói Vivi Barbie xinh xắn đáng yêu thôi như dạ, xinh xắn đáng yêu. Vivi không nói là như cái câu đó mọi người quên hết đó nha. Vivi Barbie xinh xắn đáng yêu. Chuẩn bị có cái kênh mới đó. Vivi Cute Barbie xinh xắn đáng yêu. Qua cái kênh dài quá, tên dài quá, đọc khó nhớ quá. Đâu bạn nào? Cái chỗ đồng đó quà, chỗ cái xe. Cái này chỉ ra chỗ chiếc. Bây giờ hư cũng đã hư rồi, chứ giờ sao? Giờ buồn gì nữa, nó cũng như vậy thôi. Nếu mà hôm qua lúc mà em vừa rớt cái điện thoại cái xong mà anh thấy em buồn nặng xuống liền á. Thì buồn. Lúc đó anh có quay lại không anh Ân? Có đưa lên mạng không? Có luôn. Thì buồn cái đó là thôi chứ biết sao bây giờ. Điện thoại mà mất đi là ai không buồn rồi. Nó rớt xuống cái buồn. Không có, tại vì cộng mấy cái clip của em á, clip sexy của em á, em phải đi tung ra mạng hiểu không? Trời. Đây nè. Tại vì là cái điện thoại sửa hay là điện mua mới luôn á? Sửa, nó sửa, mua mới hoài tiền đâu mua. Sao anh nghe quang quang kìa, nó tố của em kìa. Cái này của ai vậy? Cái này mình chi nó ở nhà. Qua cái ớt nhiều quá. Đó, hy vọng là mọi người đã hồi chút xíu ra làm cái điện thoại cho mọi người. Có đây là có một công đầu giờ. Đó,
Hello mọi người. Hôm nay chủ nhật nha mọi người nha. Hôm nay chủ nhật nguyên ngày chủ nhật ngày Vivi làm gì ở nhà? Vivi hả? Cơm áo này. Cơm gáo ổn kỳ. Cái gì? Quan siêu quậy. Ủa còn đây 100 ngàn. Mà chắc có đang ngủ trọng đó. Bây giờ còn sẽ đi kiếm dì chức nha mọi người. Đó, đây là tình hình đầu giờ của dì chức nha. Xè nguyên con chỉ dì chức bà mẹ hai thế với mẹ chèo xây hái vô đó. Trời ơi, bà mà chèo lên nổi không mà chèo mẹ, hết chèo. Nhưng mà người, hái luôn. Người khác chèo dì không chức chèo gì? Ôi chèo nổi luôn ghê ca. Không ra sinh nhật cháu ngoại ta cho chết thôi. Cho ăn gì hết. À, ngoài có ăn gì không? Có ăn giống như cháu ngoại sinh nhật rồi có bánh kem, mà ngoài bánh kem ra có ăn lẩu có liếc gì không gì chứ? Không có. Ốc với mực lâm nó ăn chay sợ ăn. Hôm qua có kêu Lâm qua không? Có, Lâm nó qua mày đi rất mẹ. Qua ăn đi ăn. Đây cúp điện cho tới 1 giờ kia. Trời ơi, ghê vậy không? Qua cưỡng cúp 1-2 tiếng chứ. À, trời ơi, qua về ăn đám dỗ. Mà mấy ông anh kêu ngồi cứ 11-12 giờ cũng mới về lận. Đâu có ghé lại đâu, kính ngồi 1-2 tiếng ghé lại quay mà ai ngờ cuối cùng qua bển vui quá ngồi bển luôn. Hôm qua cuối cùng bán hết không gì chứ? Ra đâu bán? Về sớm bán. Rồi về sớm bán. Bán được gì bán gì chứ ơi, cần gì online mất công để người ta nói ra nói vô hoài chứ. Nào cái khó khăn người của con online dùm gì chất. Trời lúc trước gì chất cũng bán được mà gì chất giờ cứ gì hoài. Gì chất phải hiểu chứ, giờ lên mạng ta chửi quá trời luôn á. Người ta ủng hộ gì chất á, giống như cái vụ quan á. Nói gì chất người ta đổi, người ta ủng hộ gì chất được rồi. Gì chất phải bắt người ta phải mua bao nhiêu tờ, còn phải cho tiền nữa, đâu có được đâu. Trên mạng ta quan ta nghe được người ta nói sùm hết á. Gì chất không có hiểu cho tụi con chứ. Ngủ hả? Trời ơi, đầu giờ. Bữa nay là không online đúng không? Bữa nay không cần online đúng không? Ơ gì chất? Bữa nay là tự lực cánh sinh luôn hay sao? Dậy đi giả bộ ngủ hoài. Mới nói chuyện tức thị không giờ ngủ. Anh Ba Hưng kiếm rồi, anh Ba Hưng vô gì chất? Chất đây dạ ơi, ra chích thuốc quá còn chích nữa rồi. Đang chích nữa hả? Dạ chích nữa. Giờ đường còn nhiêu rồi? Gì mày khám mới biết. Mày khám mới biết hả? Bữa nay lấy nhiêu tờ gì chứ? Bữa nay lấy ít rồi không? 6 triệu. Gì 6 triệu hoài, như đây làm gì 6 triệu? Dạ để uống cho hả thì nhiêu mà không cục nào. Hôm qua gì chức gây lộn không Hương hả? Gì chức? Gây nhiều. Gây nhiều lắm hả? Hôm qua đòi về đi luôn. Đi Tự đi bộ về luôn hả? Ừ, hỏi cần. Hỏi cần hả? Giang ngủ nha, mày lắp chết nhà, cũng cho quay rồi.